hàng ngàn người đã tham gia biểu tình tại Bangkok, Thái Lan, bất chấp một lệnh cấm mới đây ban hành nhằm chấm dứt 3 tháng hành động chống chính phủ nhắm vào nhà vua Maha Vajiralongkorn cũng như Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Bất chấp lời kêu gọi giải tán của cảnh sát qua loa phóng thanh, nhóm biểu tình vẫn tràn qua khu giao điểm Ratchaparsong, một trong những khu thương mại sầm uất nhất Bangkok. Đây là địa điểm đụng độ đẫm máu năm 2010 khi nổ ra bạo động giữa những người ủng hộ và những người chống chính quyền Thái Lan. Người biểu tình cũng tràn đến các khu đi bộ của một thương xá gần đó, trao nhau với 3 ngón tay, một biểu tượng phản kháng sau cuộc đảo chính của ông Prayut năm 2014. 3 tháng biểu tình tại quốc gia 70 triệu dân này phần lớn là ôn hòa, cũng như cuộc tuần hành của hàng chục ngàn người hôm 14 tháng 10. Tuy nhiên, có một vụ đụng độ khi cảnh sát đẩy lùi người biểu tình ra xa đoàn xe của hoàng hậu Suthida. Chính phủ cấm các cuộc tập họp chính trị từ 5 người trở lên và cấm đăng tin tức hay thông tin trên mạng có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Phong trào biểu tình được khởi xướng là nhằm lật đổ Thủ tướng Prayut, cho rằng ông này đã dùng mánh khóe cho cuộc bầu cử năm ngoái để tại vị. Nhưng ông Prayut nói rằng cuộc bầu cử đã diễn ra công bằng. Người biểu tình cũng muốn một hiến pháp mới và kêu gọi giảm bớt quyền lực của nhà vua. Họ muốn vai trò của vua chịu sự chi phối của hiến pháp và tìm cách đảo ngược những luật lệ cho vua quyền kiểm soát tài sản hoàng gia và một số đơn vị quân đội.